Thế thì trong cái buổi ngày hôm nay thì mình như mình có chia sẻ với các bạn rồi thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về on-chain. Thì on-chain thì nó được phổ biến khá là rộng rãi, nó cũng là một trong những cái phương pháp dùng để là phân tích cũng như là đưa ra nhận định đầu khi đầu tư đúng không? Thì trong đầu tư ấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có đâu đó khoảng là ba cái phương pháp đầu tư. Đầu tiên đó là phân tích kỹ thuật này đúng không, là cái mà mọi người đang xuất mình thấy là rất là nhiều người đang quan tâm đến phân tích kỹ thuật, và cũng như là hầu hết khi mà mọi người bước chân vào thị trường ấy thì mọi người sẽ học phân tích kỹ thuật là đầu tiên đúng không, hoặc là các bạn sẽ học thêm một cái nữa là học phân tích cơ bản, tức là chúng ta sẽ học về phân tích dự án, tiềm năng của dự án đúng không, dự án này nó có thể đi xa hay không, nó làm về cái gì đúng không, đội ngũ phát triển như thế nào, rồi là nó có cái gì khác biệt so với những dự án khác không, định giá như thế nào đúng không, thì đấy gọi là phân tích cơ bản. Còn phân tích kỹ thuật là các bạn sẽ dùng những cái biểu đồ nến này hoặc là những cái chỉ báo indicator để các bạn có thể là dự phóng giá của nó trong một khoảng thời gian tới, hoặc là giá của thị trường hoặc là cái xu hướng thị trường trong nó sắp tới như thế nào, thì các bạn có thể là dùng phân tích kỹ thuật. Và trong những cái buổi chia sẻ livestream các lần trước ấy, thì mình cũng có chia sẻ một cái chuỗi series chia sẻ về phân tích kỹ thuật rồi đúng không, thì trong chuỗi series lần này thì mình sẽ chia sẻ về phân tích on-chain đó, và sau khi mà học xong phân tích on-chain thì mình cũng có thể là chia sẻ thêm về phân tích kỹ thuật cho các bạn, về phân tích cơ bản chứ, để các bạn có thể là học được những cái tư duy đúng không, chúng ta nên hold những dự án nào, tại sao chúng ta phải hold những dự án đó đúng không đó, và sau đó thì khi các bạn áp dụng kết hợp thêm cái phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích on-chain vào thì nó sẽ tăng cái niềm tin các bạn lên, và khi các bạn niềm tin các bạn đủ lớn ấy thì các bạn sẽ hold và nắm giữ được một cái đồng coin nó dài hạn. Chứ bây giờ nếu như mà các bạn mua mà nắm giữ một dự án ấy mà các bạn không biết gì về nó ấy, thì khi mà có một cái người khác họ đưa ra một cái nhận định hoặc một phân tích gì thì các bạn sẽ rất dễ bị ảnh hưởng và bị tác động. Ở bên cạnh đó thì nó có một cái nữa là khi mà các bạn nắm giữ cái đồng coin của mình ấy mà các bạn thấy là coin của mình nó không tăng đúng không, mà con khác nó lại tăng, thì lúc đó các bạn sẽ rơi vào cái trạng thái mất cân bằng đúng không, các bạn sẽ rất là bị FOMO đấy, sợ bị lỡ mất cơ hội đấy đấy, thì con của mình nó không tăng mà, thì xong rồi các bạn sẽ dẫn đến các bạn nhảy thuyền, và khi các bạn nhảy thuyền xong các bạn mua con này xong và mua con khác xong thì đến lượt cái con coin cũ của mình nó sẽ tăng đấy, cho nên là các bạn có hay thấy một cái câu nói đùa ấy, đấy là coin mình mua coin tăng là coin mình đang không mua đúng không, coin mình tăng là coin mình không mua, hoặc là coin mình tăng là coin mình vừa bán đấy, thì đấy là cái lý do mà tại sao mà các bạn cần phải học đó. Thì phân tích on-chain cũng là một trong những cái bộ môn cũng rất là hay đấy, nó tăng cái niềm tin các bạn lên, nó tăng lên khi mà các bạn niềm tin các bạn đủ lớn với một dự án ấy thì các bạn sẽ giữ nó là dài hạn. Ví dụ như năm ngoái khi mình tham gia về thị trường crypto ấy thì mình cũng có một vài người bạn của mình ấy, thì các bạn ấy hầu hết bản thân mình cũng đã trải qua cái giai đoạn đấy, thì các bạn ấy có một trải qua một giai đoạn đấy là các bạn ấy trong mùa ấy các bạn mua rất là nhiều con đúng không, ví dụ mua layer 1 đúng không, xác định nhảy sang mua layer 2, xong lại nhảy sang mua con chat DeFi, mua lung tung hết cả lên, cuối cùng cả một mùa đấy cả một cái tài khoản nó đã không tăng cả một mùa, thậm chí có người thua lỗ, có người lãi x3 x5, có người lãi x10 đấy, nhưng mà sau đó nhìn lại ấy, thì các bạn để ý này, những cái con năm ngoái như con BNB chẳng hạn, đáy của nó là 10 đô đúng không đấy, nhưng mà nó x đến chu kỳ nó là tầm 300 đô đúng không, x gần 200 300 lần, hay là Solana đúng không, mua là 1 đô và đỉnh của nó là 280 đô, x gần 280 lần, thì khi các bạn nhìn thấy ấy, đấy là gì, nếu như mà các bạn đủ niềm tin với một dự án ấy, thì các bạn chỉ cần mua và chơi đúng một dự án thôi là các bạn đã thắng rất là lớn rồi, thay vì cái việc là chúng ta cứ lướt sóng này mua con này bán con kia đúng không, sau đó chúng ta chơi này đó, xong chúng ta lại thích một cái dự án nào đó chúng ta lại mua và nắm giữ nó, cuối cùng nhìn quanh nhìn đi nhìn lại cái tài khoản của mình nó nát bét đúng không, cuối cùng lại chẳng tăng mà lại còn bị thua lỗ rất là nặng nề đấy, thì đấy là do vấn đề về niềm tin, thì niềm tin nó sẽ đến từ kiến thức các bạn. Kiến thức các bạn đủ nhiều thì niềm tin các bạn sẽ càng lớn thôi. Đấy, cho nên là cái việc học bằng kiến thức ấy, nó rất là quan trọng. Kể cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích on-chain nó đều là tương hỗ và bổ trợ lẫn nhau. Đó. Thì trong cái buổi video này hôm nay thì mình sẽ tập trung chia sẻ với bạn về cái phân tích on-chain là chính thôi. Ok chưa? Và ở phần cuối video thì mình chắc là nội dung chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ đâu đó khoảng là tầm 10 phút, 10 đến 20 phút là xong cái buổi nội dung ngày hôm nay. Sau đó khoảng độ là 10 phút cuối thì mình sẽ tập trung vào cái việc là mình sẽ phân tích nhận định thị trường cho các bạn nhé, xem là thị trường thời gian sắp tới như nào. Mình định là để cái phần nhận định thị trường ở phần đầu ấy, nhưng mà phần đầu của mình nó đang bị hơi lỗ một chút, nên là mình sẽ lùi lại một xíu để cho mọi người mình sẽ để lại phần cuối để cho mọi người cùng nghe cái nhận định của mình nhé. Ok, mọi người chờ mình chút nhé, mình xem nó đang bao nhiêu. Ok, 30 người đang xem livestream.
Ok, thì mình sẽ không mất thời gian của bạn nữa, thì mình sẽ tập trung vào cái việc là chia sẻ về on-chain. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn, đầu tiên là về tư duy trước. Đấy, mình sẽ chia sẻ với bạn là thứ nhất là cái lý do. Đây mình sẽ phóng to cái này lên một chút để cho mọi người xem nó dễ. Đây. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái, đó là cái lý do tại sao mà lý do tại sao mà chúng ta nên sử dụng on-chain. Tại sao dùng on-chain đúng không? Thì trong quá trình mà mình tìm hiểu ấy, thì mình có nhận định thấy là on-chain thì nó là một bộ môn rất là hay, và nó các bạn cần phải đầu tiên các bạn cần phải hiểu là on-chain là gì. Thì on-chain ấy thì các bạn cứ hiểu đơn giản thôi. Thì on-chain ấy nó là một cái blockchain, nó là một cái blockchain liên kết những cái khối liên kết với nhau và giữ các cái dữ liệu giao dịch và thông tin người dùng. Và dữ liệu on-chain thì là những cái dữ liệu nằm trên blockchain này. Dữ liệu on-chain thì sẽ có nhiều loại khác nhau. Đầu tiên là dữ liệu về các giao dịch này, dữ liệu liên quan đến block này. Đây mình sẽ nốt ra đây các bạn nhé. Dữ liệu về các cái giao dịch này, tức là khi mà các bạn mua bán ấy và giao dịch ấy thì nó sẽ lưu lại một cái lịch sử ở trên blockchain mà tất cả những người khác không thể nào là xóa xóa đi được hoặc là làm mất nó đi. Đấy, mà dữ liệu nó chỉ sẽ lưu lại ở trên hệ thống blockchain. Đấy là một cái điểm rất là hay của blockchain nhé. Ví dụ như là những cái dữ liệu bên ngoài các bạn lưu ở trên máy tính hoặc là lưu ở đâu đó đúng không? Thì các bạn có thể là ví dụ mà các bạn cầm sổ cái thì các bạn có thể là xóa nó đi đúng không? Nhưng mà với blockchain ấy, thì các bạn sẽ không thể nào làm xóa được. Thì từ đó thì các bạn sẽ thấy là những cái dữ liệu này nó sẽ được nhập trên blockchain và nó sẽ không thể xóa đi. Đấy, thì đầu tiên thì on-chain là gì? Thì đầu tiên nó chính là những cái dữ liệu về các cái giao dịch mua bán hàng ngày của các bạn. Đó, thứ hai nó chính là về những cái dữ liệu liên quan đến block, dữ liệu liên quan đến blockchain. Đấy. Thứ ba nữa là nó là dữ liệu lưu giữ hành động của người dùng trên blockchain, hành động được xác minh thông qua các nốt và được cập nhật tất cả thông tin trong qua quá trình blockchain chính. Đây mình sẽ nốt ở đây cho các bạn này. Đây, dữ liệu lưu giữ hành động của người dùng. Đấy, tức là các bạn nạp rút như thế nào này, nó cũng sẽ lưu lại này đúng không? Các bạn đẩy đẩy coin lên sàn này thì nó cũng sẽ lưu lại. Tức là tất cả những hành động gì mà của các bạn ấy ở lưu trên blockchain ấy nó sẽ được tính là dữ liệu on-chain. Còn dữ liệu về các giao dịch, tức là giao dịch ở đây các bạn hiểu đơn giản là mua bán bình thường thôi. Còn hành động ấy, hành động tức là đấy các bạn chuyển tiền từ các ví này sang ví kia này, hoặc là chuyển tiền lên sàn này thì nó sẽ lưu lại. Đó, thì đấy là về dữ liệu, cũng là một trong những cái dữ liệu blockchain rất là quan trọng. Đấy. Lưu trữ thông tin tương tác với hợp đồng thông minh. Đấy. Cái nữa đó chính là nó sẽ lưu trữ các bạn. Lưu trữ thông tin tương tác với các hợp đồng thông minh, tức là các bạn hình dung là khi mà để mà các bạn tham gia những cái DeFi đúng không, các bạn kết nối với một cái website nào đó, các bạn mua IDO chẳng hạn, hoặc là các bạn tham gia vào DeFi cho vay lending chẳng hạn, thì các bạn phải tương tác với cái website đó đúng không? Thì mỗi một website, mỗi một dự án thì nó sẽ có một cái hợp đồng thông minh. Thì khi mà các bạn tương tác với các hợp đồng thông minh đó thì các bạn nó sẽ lưu lại lịch sử của các bạn, hình dung ạ, thì nó cũng sẽ tính là một cái on-chain. Đó, sau này các bạn sẽ thấy là sẽ các bạn biết thì sao có rất nhiều vụ hack mà tự dưng các bạn để tiền trong ví DeFi ấy, mà các bạn lại bị lâu lâu các bạn bị hack không, hoặc là lâu lâu mà có một vài dự án họ airdrop vào một lượng token vào ví của bạn ấy, sau đó thì các bạn swap và các bạn mất tiền ấy. Thì ở đấy tức là các bạn khi mà các bạn truy cập vào một website ở đấy các bạn swap ấy, thì tức nghĩa là các bạn đang cho phép cái hợp đồng thông minh đó kết nối với ví của bạn và hành động trên mọi ví của bạn đó, hành động trên ví của các bạn, dẫn đến là trường hợp là những hacker ấy họ khi mà các bạn cho quyền những cái hacker đó thì khi mà các bạn cho quyền những cái hợp đồng thông minh đó ấy, thì những cái hacker họ sẽ chuyển hết tiền của bạn đi, thì đấy nó cũng được tính là một cái dữ liệu on-chain đó. Thì cái khả năng mà tương tác với hợp đồng thông minh ấy, thì mỗi một dự án hay một token thì nó đều phải phát triển thêm một hợp đồng thông minh đấy, thì các bạn hình dung nó là như vậy đấy. Thì ở đây mình sẽ có ba cái chính thôi: một đầu tiên là về các cái dữ liệu các giao dịch, hai là dữ liệu về hành động của người dùng trên blockchain, và thứ ba là lưu trữ thông tin tương tác với các hợp đồng thông minh, hay các bạn cứ hình dung là tương tác với các cái dự án thì nó tính là một hợp đồng thông minh, được chưa? Thì đó, thì các hiểu đơn giản thế thôi. Vậy thì chúng ta thể thấy là thông qua cái điều này chúng ta thể thấy là những cái on-chain ấy, những dữ liệu on-chain ấy nó rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho chúng ta là gì ạ? Theo dõi được toàn bộ những cái hành động hay là các cái giao dịch đúng không? Hoặc là tương tác với hợp đồng thông minh như thế nào, thì tất cả dữ liệu này nó không thể làm giả được các bạn. Nó không thể làm giả được và nó chính xác đến 100%. Những cái dữ liệu trên này tất nhiên là cũng sẽ có nhiều người biết đến cái này và họ cũng sẽ có cách để họ có thể là làm giả hoặc là họ có thể là làm fake đi, nhưng mà tất nhiên là fake ấy, nó họ cũng phải đầu tư vào một số vốn rất là lớn đúng không, và nếu như mà mình một cái người mà có kỹ năng cao ấy, họ có thể là tra soát được thì vẫn có thể phát hiện ra bình thường nhé. Còn bình thường với dữ liệu on chain thì mình nghĩ là tỷ lệ chính xác khá là cao đấy. Còn ví dụ mà các bạn mới mà chưa biết gọi là check ấy, thì tất nhiên là các bạn sẽ dễ bị đánh lừa rồi, đấy là điều đương nhiên.
Tuy nhiên thì hiện tại thì cũng có rất là nhiều những cái bên ấy họ đứng ra họ làm một cái bên thứ ba, họ làm một cái bên đứng giữa ấy. Họ sẽ check cái dữ liệu on-chain và xác minh được là cái dữ liệu on-chain đấy cung cấp cho các bạn có đúng hay không. Đó thì cái đó, đó là một cái bên ở giữa, thì từ đó thì cũng tăng cái độ mức độ niềm tin cho các bạn khi mà các bạn check những cái dữ liệu on-chain với các dự án. Đấy, thì đấy là một trong những cái điểm rất là hay. Thì chủ yếu là mình thấy là tại sao dùng on-chain thì chủ yếu là nó bảo mật và cũng như là cái dữ liệu của nó chính xác đến 100%. Đó. Đó kể cả là sau này khi các bạn bị hack ví đúng không? Hoặc là các bạn bị mất ví. À, ví dụ như là số tiền nhỏ thì không nói gì, ví dụ các bạn chơi nhiệm vụ cao, ví dụ các bạn thấy là dạo đấy có những cái vụ hack rất là lớn đúng không, vài triệu đô hoặc vài chục triệu đô vài tỷ đô, thì những cái dự án hack như thế thì thường là họ cũng sẽ sử dụng những cái tác vụ về on chain, sau đó họ sẽ tra soát những cái ví và họ xác định xem là ví đó của ai hay như nào thì họ sẽ có thể là lấy tiền, họ lấy lại tiền đúng không. Đấy thì tất nhiên là on chain thì tất cả những danh tính ở đây nó là bảo mật, tuy nhiên thì cũng có nhiều người họ không biết đấy. Họ nhiều nhiều hacker họ không biết là những cái người mà nghiệp dư ấy, họ đi hack tiền ấy, họ lại để lại lộ thông tin, ví dụ như là họ chuyển lên sàn một cái sàn Binance chẳng hạn, thì sàn Binance thì thường là các bạn phải bắt buộc phải KYC thì các bạn mới bán được đúng không? Đó thì vô tình thì các bạn đã để lộ thông tin rồi đấy. Nhưng mà thường thì mình thấy là khi mà đã hack ở DeFi ấy, thì thường là những người đó sẽ tìm cách để bán OTC ấy, tức là bán tay qua tay ấy, chứ không là bán lên sàn đâu các bạn, nếu bán lên sàn là bị mất đấy. Đấy hình dung ạ, là bị phát hiện ngay đấy. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều trường hợp họ cũng đã tìm ra được và lấy lại được tiền đấy. Còn tất nhiên là với ví dụ như người như mình ấy, như mình thì mình cũng chưa đủ trình để mình có thể là truy lùng được từng địa chỉ ví, sau đó là mình lấy lại tiền, bởi vì cái số tiền mình hack nó cũng không quá lớn ấy. Đấy đấy là cái lý do tại sao chúng ta dùng on-chain. Thì on-chain nó cũng có tác động rất lớn đến thị trường đấy, nếu như các bạn mà có cái nguồn thông tin chính xác này, cũng như là có những cái dữ liệu hoặc là những cái nhận định hoặc là cái tư duy đúng ấy, thì các bạn sẽ nó sẽ giúp một phần nào đó các bạn là đưa ra những quyết định đúng đắn khi đầu tư. Thì đó là cái về lý do tại sao chúng ta dùng on-chain. Thì cái phần này nó sẽ hơi dài, nhưng mà cái phần này nó cũng là phần quan trọng nhất, để bởi vì là khi mà các bạn hiểu được cái lý do tại sao chúng ta phải dùng on-chain rồi, thì chúng ta mới có cái động lực thì chúng ta học tiếp là sẽ học như thế nào đúng không. Đây ok, thì đấy là xong cái phần là lý do tại sao chúng ta dùng on-chain nhé. Tiếp theo ấy thì là khi mà học on-chain này rồi thì mình thấy là ok, nó có rất là nhiều những cái tác vụ đúng không, hay là những cái dữ liệu đúng không, vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào những dữ liệu nào và những cái người nào họ sẽ có ảnh hưởng đến cái giá của một đồng coin hoặc là giá của một thị trường đúng không. Thì mình sẽ ví dụ mình lấy ví dụ là Bitcoin nhé. Thì thông thường là chúng ta hãy sẽ phân tích Bitcoin đúng không. Cái lý do mà chúng ta phân tích Bitcoin bởi vì sao, vì nó là cái đàn anh đi đầu đúng không, lead lead đi đầu đúng không. Các bạn thấy là Bitcoin tăng thì đồng coin khác cũng có, nó cũng sẽ tăng đúng không, nhưng mà Bitcoin giảm thì thằng nào cũng giảm đúng không. Đấy thì thường là chúng ta mọi người khi mà phân tích on-chain thì mọi người sẽ phân tích về Bitcoin nhiều hơn để đưa ra cái nhận định về xu hướng của thị trường. Ví dụ như là Bitcoin mà giảm mạnh thì tất cả các altcoin chẳng có nào lên được đúng không, chỉ có đâu đó một vài con mà đang có dòng tiền hoặc là nó đang có một cái sự kiện gì đó, đó thì nó mới có thể hút được dòng tiền thôi. Còn bình thường ấy thì hầu hết là đi theo Bitcoin hết, Bitcoin tăng thì altcoin tăng, Bitcoin giảm thì altcoin giảm đúng không ạ. Đó thì đó là một vài cái tư duy khi mà các bạn tham gia đầu tư, thì các bạn khuyến khích các bạn nên tập trung vào phân tích Bitcoin nhé. Thì sau đó thì sau khi phân tích Bitcoin xong thì khi mà các bạn có những cái nghiệp vụ các bạn hiểu về nó rồi, có tư duy đúng rồi, thì các bạn bắt đầu đi phân tích những altcoin. Tuy nhiên là altcoin thì nó rất là nhiều các bạn, có ETH thì các bạn cũng nên phân tích này, nhưng mà phân tích những đồ altcoin khác ấy, thì thường là nó sẽ rất là nhiều altcoin đó, các bạn thấy là trên CoinMarketCap ấy đúng không, nó đâu đó khoảng vài chục nghìn vài trăm nghìn đồng coin thì các bạn bị phân tích đi bao giờ đúng không. Mà các cái website hoặc là của những dự án họ cung cấp những thông tin về check dữ liệu on-chain ấy, thì thường họ chỉ check những họ chỉ cung cấp những dự án lớn thôi, hoặc là có những trang web họ chỉ cung cấp những thông tin về Bitcoin hoặc là Ethereum thôi. Đó thì trong cái phần này thì mình cũng sẽ tập trung vào giúp các bạn nào nhận định cái đồng Bitcoin là chính thôi, phân tích cái đồng Bitcoin ấy, thì sau đó từ Bitcoin thì mình có thể là đưa ra những cái nhận định về xu hướng thị trường cho lần sắp tới đúng không ạ. Ok, vậy thì những cái người nào là người nó sẽ họ sẽ có tác động lớn đến thị trường, thì chúng ta sẽ tập trung vào phân tích những người đó. Thì đầu tiên ấy thì như một trong những cái người mà các bạn cần để ý đến đó là những người dùng nó chính là user của chúng ta này. Các bạn hiểu bản chất là thị trường nó được tạo lập bởi những cái market maker đúng không, hoặc là những cá mập đúng không. Nếu như mà những cái retailer ấy, những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ ấy, họ sẽ rất khó để tạo ra một xu hướng của thị trường đúng không? Nhưng mà phần đông phần đa ấy mà mọi người cùng tập hợp lại ấy, thì nó là một câu chuyện khác các bạn nhé. Đó thì nó là một câu chuyện khác. Cho nên là cái việc mà phân tích cái người dùng đẩy tiền lên sàn ấy, đấy thì nó cũng là một trong những yếu tố tác động rất lớn đến thị trường. Và người dùng này nó sẽ bao gồm cả retailer, cá mập và các quỹ. Chúng ta sẽ không biết thực xác định là đấy là quỹ hay là các cá mập hay là
người dùng bình thường đấy, thì mình sẽ nói chung chung là người dùng thôi. Và thông thường là khi mà người dùng đẩy tiền lên sàn đấy, các bạn biết làm gì không? Thì cái mục đích của một cái người dùng họ đẩy Bitcoin hoặc đẩy những cái gì lên sàn để mục đích để xả các bạn. Đẩy lên sàn thì chắc chắn chỉ có bán thôi đúng không? Và thông thường là tất nhiên là không không phải là 100% là khi mà người dùng họ đẩy tiền lên sàn là chắc chắn họ sẽ bán. Có thể là họ sẽ có thể là họ sẽ thổi cái đồng đồng coin đó tạo thanh khoản đúng không? Sau đó họ mới xả đúng không? Hoặc là đồng coin đó đang 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 tăng trưởng rất mạnh rồi nhưng mà thấy có thanh khoản rồi thì họ mới xả. Thì cái lúc đó thì chúng ta mới xét thêm nhiều yếu tố đấy. Nhưng mà cứ lúc nào ấy, các bạn ý, nếu như mà có một lượng người dùng đẩy tiền lên sàn ấy mà nó một cái lượng người dùng rất là lớn, thì lúc đó chúng ta cần phải biết được là lúc đó cái dự án đó hoặc là thị trường nó sắp có một cái biến động lớn đúng không? Có thể là tăng mạnh hoặc là có thể tạo giảm mạnh, nó sẽ tùy thuộc vào cái việc là nhà cái họ muốn làm giá như nào đúng không? Hoặc là những cái market maker ấy đó. Bởi vì là người dùng đẩy tiền lên sàn là bao gồm cả market maker, cá mập và ấy mà đúng không, cả retailer mà đúng không. Retailer thì thường gần như là họ sẽ không 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 quá ảnh hưởng đến thị trường đâu đấy, chủ yếu là các cá mập và các market maker ấy. Và các bạn hình dung là các cá mập, các market maker nhé, họ có rất là nhiều ví, họ không phải là chỉ dùng một ví đâu các bạn, hàng trăm hàng nghìn ví là chuyện hết sức bình thường đó, hình dung ạ. Đó thì đây, người dùng đẩy tiền lên sàn thì chúng ta sẽ đẩy xem, để ý xem là họ đẩy BTC hay là USDT. Nếu mà đẩy BTC thì sao? Đẩy BTC thì có khả năng cao là sẽ xả BTC theo theo những gì mình hay thường là sẽ xả nhé, thường là sẽ xả đó, thường là sẽ xả để lấy tiền về. Còn khi mà họ đẩy USDT lên sàn ấy thì đẩy lên thì chỉ có một mục đích duy nhất đúng không, là bắt đáy đúng không? Thì tự dưng cái bắt đáy thì họ mới thì chủ yếu là bắt đáy thì họ mới đẩy USDT lên chứ đúng không? Còn tất nhiên là vẫn có, sẽ có nhiều người họ sẽ cut out hoặc bán đi, nhưng mà mình thấy là đến 70-80% là sẽ đẩy USDT lên để mua bán hoặc là giao dịch gì đó đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ phải theo dõi thêm nhiều yếu tố, tất nhiên là nó không phải là 100% nhé các bạn nhé, đừng có thấy là đẩy tiền lên tự dưng lại thấy đẩy BTC lên lại chắc chắn là xả, không phải đâu. Các bạn cần phải căn cứ thêm một vài yếu tố khác, ví dụ như mình thường thì mình sẽ xem thêm là mình sẽ sử dụng thêm phân tích kỹ thuật xem là nó có đang nó có cái biến động gì không, nó có phân kỳ không đúng không, hoặc là volume của nó đang giảm hay tăng đấy, thì từ đó mình sẽ đưa ra những quyết định đầu tư đấy. Thì thường là mình sẽ xem nếu mà nó khớp hai cái tín hiệu vào với nhau ấy thì mình sẽ xác nhận được cái tín hiệu đó là đúng và mình sẽ làm theo cái kế hoạch của mình. Ví dụ như là mình thấy là RSI nó cũng đang giảm này, đang đảo chiều phân kỳ này đúng không, sau đó là tự dưng lại thấy một lượng BTC được đẩy lên sàn thì đến 80% là mình nghĩ là khả năng cao là sẽ xả rồi đúng không. Còn tất nhiên là vẫn sẽ có trường hợp là nó đẩy lên nhưng mà nó dọa thôi chẳng hạn. Các bạn hình dung là khi mà các bạn biết được những cái này ấy, thì các cá mập họ cũng biết đến cái này đúng, và họ sẽ điều hướng các bạn, hình dung ạ, theo cái ý mà họ muốn. Chưa chắc là họ đã đẩy BTC lên mà đã xả đâu, có khi nó đẩy mạnh hơn đúng không. Nếu như bạn nào chỉ nhựa vào một hai cái chỉ báo này mà các bạn quyết định đầu tư ấy, thì các bạn sẽ rất dễ bị thua, tức là thường là các bạn chỉ nghe tham khảo thêm thôi, hình dung ạ. Đó, và các bạn phải kết hợp thêm nhiều chỉ báo nữa nhá. Đó, tiếp theo là động thái, và một trong những cái mà mình rất quan tâm đó chính là động thái của cá mập đúng không. Mình vừa chia sẻ rồi thì thị trường nó được tạo lập bởi các cái cá mập cũng như là market maker, thì và cái xu hướng chính của thị trường ấy, bất cứ đồng nào hay là dự án nào, thị trường nào nhé, bắt buộc phải có cá mập và market maker thì nó mới tạo ra xu hướng của thị trường. Tất cả các cá mập hoặc là market maker mà họ mà không muốn tạo lập xu hướng tăng hoặc là không muốn cho thị trường tăng ấy, thì kể cả bao nhiêu retailer vào thì cũng thế thôi, hình dung ạ. Đó, các bạn hình dung là những cái retailer nó rất là hoảng loạn, có người thích mua lên, có thể thích bán xuống, thì rất khó để tạo ra một xu hướng. Nhưng mà các cá mập thì họ làm câu chuyện khác, một số tiền lớn họ có thể là đồng lòng đúng không, mà họ đẩy lên, tất cả cũng đẩy lên. Và khi mà các retailer thấy là cá mập họ đang tạo ra một cơn sóng như thế, họ sẽ thường FOMO mua vào đúng không. Đấy, thì đấy là một trong những cái tư duy mà các bạn cần phải biết đó. Thì ở đây thì các bạn cần phải ý cho mình là động thái của cá mập. Động thái của cá mập ở đây thì mình sẽ chưa chia sẻ về cách check như nào hay là check gì nhé, thì vẫn tập trung vào việc là check BTC và USDT thôi. Thì mình cứ ví dụ như là mình thấy là BTC họ đang các cá mập họ gom BTC khá là nhiều này, gom BTC khá là nhiều này đấy, thì mình thì chúng ta thì thấy là chúng ta có thể yên tâm là các cá mập họ đang gom BTC để cất cất và tích lũy đúng không, hoặc là họ đang chuyển BTC về ví cá nhân này, thì họ đang hold mà đúng không, chuyển về ví cá nhân tức là họ đang hold. Đấy, có đẩy lên sàn tức là họ đang đang muốn làm giá, một là đẩy mạnh lên hoặc là đâm đâm xuống đúng không, đấy thì là sẽ có biến động mạnh. Còn ví dụ họ gom BTC họ chuyển về ví cá nhân ấy, thì tức là thì là họ đang tích lũy đúng không, hiểu không, đang tích lũy. Và các bạn hình dung là nếu như mà họ đang tích lũy một cái lượng rất là lớn rồi,
Thế bây giờ họ không đẩy giá lên thì làm sao mà họ xả họ họ có thanh khoản họ xả được đúng không? Cho nên là khi mà chúng ta sẽ theo dõi cái động thái của cá mập. À các bạn cứ thấy là gì? À nếu như một cái địa chỉ ví này, đúng không? Đấy, nếu như các bạn biết được một cái địa chỉ ví này là một con cá mập hoặc là cái địa chỉ ví này chơi rất là thông minh chẳng hạn, toàn thắng, thì các bạn thể thấy là à nó gom nhiều những cái dự án nào, đúng không? Hoặc là gom nhiều những cái đồng nào thì chúng ta có thể mua theo, đúng không? À, đấy thì các bạn đấy là một cái tư duy xem ví đó, xem ví cá mập gom nhiều đồng nào thì chúng ta mua theo. Đó, các bạn hình dung đây là một cái cách là mình thấy là mọi người chơi theo kiểu là chơi đi theo dấu chân của cá mập đấy. À, thì mình thấy là rất là nhiều đội nhóm họ chỉ chuyên về on chain thôi. Đấy, họ chỉ chuyên về on chain, họ sẽ đi phân tích từng cái dự án một là à xem dự án này có được cái quỹ nào gom mua không. Ví dụ là Wintermute họ có mua không này, hoặc là Jump Capital họ có mua không này, đúng không? Hoặc là những cái đầu OP hay là ARB đấy, các bạn biết là Mackie Maker họ là ai không? Nó Wintermute đấy các bạn. Đấy thì cũng có một vài cái địa chỉ ví của Wintermute các bạn check được, thì các bạn thấy là à mình thấy là gì? À Wintermute đang gom rất nhiều ARB và OP. Vậy thì các bạn hình dung nếu như một cái con cá mập ấy nó đang gom rất nhiều những cái dự án và rất nhiều token như thế, vậy thì nó liệu rằng trong thời gian tới nó có làm tìm cách để nó đẩy giá ở đây có lên lên con đấy lên không? Chắc chắn là có rồi đúng không? Thì nó đẩy giá lên thì nó mới có thanh khoản nó xả chứ không nó lỗ à đúng không? Đó thì các bạn cần phải theo dõi cái động thái cá mập. Đấy, cá mập đây thì có thể là Mucky Mucker hoặc là một cái con cá mập, một cái ví địa chỉ ví chơi rất thông minh. Đấy thì các bạn đấy thì các bạn là đây thêm một cái tư duy nhé, để các bạn sau này thì khi mà các bạn dựa vào tư duy này rồi, các bạn hiểu về nó rồi ấy, hiểu về cách tư duy như thế nào rồi ấy, thì sau này khi các bạn đến những cái công cụ để các bạn check ấy thì các bạn sẽ check rất là dễ, thì các bạn soi rất là dễ và các bạn sẽ tư duy đúng, thì các bạn đấy với cái kinh nghiệm của mình thì mình nếu mà chơi ancoin nhá, chơi những đồng meme coin chẳng hạn nhá, các bạn cũng có thể check check địa chỉ ví luôn. Các bạn cứ check đúng top 20 cái địa chỉ ví, top 20 holder. Đấy, đang nắm giữ nhiều nhất cái đồng coin này xem nó đang làm gì. Dù đang mua vào, nó đang rất tích cực mua vào thì tức nghĩa là à nó đang mua vào để nó chuẩn bị làm giá, nó chuẩn bị đẩy giá rồi. Đúng không ạ? Bởi vì bây giờ nó mua vào nhiều thì tất nhiên là nó phải đẩy giá lên thì nó mới bán được chứ đúng không? Đấy, thì nó mới có thanh khoản chứ, đúng không? Còn ví dụ như các bạn thấy là à check một cái địa chỉ ví cá mập chẳng hạn, thấy nó cứ bán ra liên tục. À tức là đang có biến rồi, tức là nó phải có một cái vấn đề gì đó thì bọn cá mập này nó mới bán ra chứ đúng không? Mà một con cá mập bán rồi thì check thêm hai ba con nữa xem nó có bán không. À thì mình thấy là cũng bán khá là nhiều. Thì ví cá mập đấy có thể là ví của DeFi đúng không? Tức là những người làm ra dự án hoặc là những con cá mập những cái quỹ lớn đấy, thì thường là mình sẽ làm đi theo những cái ví đó. Thì đó, đấy là một trong những cái tư duy các bạn phải cân đối để các bạn tham khảo thêm nhé. Tất nhiên là tất cả những cái gì mình chia sẻ đấy nó không chính xác 100%, nhưng mà nó sẽ gia tăng cái tỷ lệ chiến thắng các bạn và gia tăng thêm cái niềm tin để các bạn mua và nắm giữ một cái dự án nào đó. Thì đó, và khi mà các bạn đủ cái niềm tin rồi ấy, các bạn có kiến thức rồi ấy, thì các bạn chơi mới chiến thắng được. Chứ còn bây giờ cứ nghe theo người khác à mua con này đi rồi mua con kia đi, đúng không? Thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là khó để chiến thắng thị trường. À, mình đảm bảo các bạn luôn, các bạn cần phải chơi bằng kiến thức của mình thì các bạn mới thắng được. Còn đi mua theo kèo người khác ấy thì kèo này ăn nhưng kèo chưa chắc kèo sau đã thắng, chưa chắc kèo sau đã ăn đúng không? Đó thì đấy là một trong những lo mà tại sao các bạn nên học. Như bản thân mình thì mình cũng học rất là nhiều, mình học về cả phân tích cơ bản, cả phân tích kỹ thuật, cả phân tích on chain, và gần như mình kết hợp cả ba bốn cái này cùng một lúc luôn, chứ mình không có chơi riêng lẻ hay gì cả, đúng không ạ? Đó, mình không có dùng bất cứ một cái chỉ báo nào hay là một cái công cụ nào chuyên để mình ra quyết định đầu tư nhé. Mình sẽ check mà mình sẽ kiểu là mình sẽ so sánh ấy, nếu mà nó đồng thuận với nhau thì là mình phân tích on chain rồi, à mình thấy là BTC nó đẩy lên sàn rồi, và RSI dùng phân tích kỹ thuật ấy, các cái chỉ báo indicator mình nó cho tín hiệu đảo chiều rồi, tức là mình đang xác nhận được là à cả hai cái này đang đồng thuận thì mình mới bắt đầu là bán ra hoặc là mình bán hoặc mua được mua cái đồng coin nào đó. Đấy các bạn hình dung ạ. Đấy thì đấy là một trong những cái điểm mà các bạn cần lưu ý nhé. Đấy, động thái cá mập này. Tiếp theo là một trong những cái động thái nữa mà các bạn cần quan tâm, đó chính là động thái của miner. Miner chính là những cái đào coin ấy. Đấy. Thì miner này thì chủ yếu bây giờ là Ethereum thì nó cũng đã chuyển sang staking rồi, chủ yếu miner thì còn BTC thôi. Đấy, thì những miner chính là những cái người mà đào đào Bitcoin đúng không? Họ tạo ra những cái thuật toán, họ dùng thuật toán để tạo ra Bitcoin, và họ chính họ là những cái người xác thực những cái nốt giao dịch, phải có họ thì các bạn mới có thể là giao dịch và những cái nốt blockchain đấy mới hoạt động được. Đúng không? Đấy thì đấy là những miner. Thì miner này thì họ cũng có ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường. Nếu như tất cả miner ấy mà họ cùng bán thì cũng sẽ tác động rất là lớn đến thị trường. Ở bên cạnh đó thì miner thì họ cũng là một trong những yếu tố quan trọng đúng không? Của một cái blockchain hoặc là một cái dự án nào đó. Đấy. À, miner thì tùy, miner là chỉ có coin đào nhé. Còn những cái dự án hiện tại thì họ làm rất là khác, họ phát hành hợp đồng thông minh hoặc là họ stake để xác nhận giao dịch. Đấy, hiểu không ạ?
những cái gì à? Những cái token ấy, token mà những dự án layer 1 ấy thì thường là họ đang làm theo kiểu là work of root là đào coin này, còn là stake of root là stake để xác thực ấy. Đấy. Thì mình ở đây mình chỉ tập trung vào phân tích BTC thôi. Đấy, động thái của miner, miner cũng sẽ tác động rất lớn đến BTC thì đúng không ạ? Đó, là miner này. Đấy, ví dụ bây giờ miner họ cũng đẩy hết coin lên sàn đúng không? Để hết Bitcoin lên sàn thì chắc bạn biết điều gì ra đúng không? Thì chắc chắn họ đẩy lên sàn thì để bán chứ còn làm gì nữa đúng không? Bởi miner họ cần có tiền để duy trì phí với cả họ phải lấy lãi chứ đúng không? Bây giờ các bạn biết một đào một đồng coin tạo một đồng coin phí nó rơi khoảng bao nhiêu? Khoảng 50.000 đô một tạo một Bitcoin. Đấy. Thì bây giờ có một ông khoảng 10 10 ông tự đào bán 10 Bitcoin thì các bạn nghĩ thị trường có biến động mạnh không? Cũng có chứ đúng không? Mà miner họ rất là đông. Họ bắt buộc phải bán đi để duy trì, đúng không? Và khi mà Bitcoin lên đỉnh chẳng hạn 100.000 đô thì họ cũng phải bán đi để lấy lại lợi nhuận chứ đúng không? Đó, thì đấy là về miner họ cũng sẽ tác động rất là nhiều nhé. Tiếp theo là một trong những cái nữa mà các bạn cần chú ý, đó là tỷ lệ sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy đây đó chính là cái việc mà các bạn chơi future ấy. Đấy, thì các bạn cần phải để ý đến một vài chỉ số như là open interest này. Đấy là số lượng lệnh. Open interest. Mình cũng không biết chính xác đâu. Nó là cái số lượng lệnh đang mở ở trên future đúng không? Thứ hai là funding rate. Funding rate ấy. Funding rate này nó cho thấy được là đang có bao nhiêu người đánh long hoặc bao nhiêu người đánh short đấy. Funding rate, nếu mà funding rate dương, càng dương mạnh thì tức là nó là đang có tỷ lệ đánh long nhiều hơn, còn funding rate âm tức là những cái người đó đang đánh short nhiều hơn. Đấy, thì các bạn hình dung là cái việc mà sử dụng đòn bẩy này các bạn đo được ấy, thì các bạn thấy là thỉnh thoảng đâu đó là tự dưng Bitcoin hoặc là một vài dự án đó tự dưng nó cắm một cọc xuống đúng không, giảm rất mạnh sau đó vụt lên đúng không, thì các bạn biết ai làm cái điều đấy không? Chỉ có sàn nó mới làm cái điều đấy thôi, chứ còn chẳng có cá mập hay là maker nào mà làm cái đấy cả đúng không ạ? Chỉ có sàn nó mới làm cái đấy thôi, và sàn nó làm như thế để họ lấy thanh khoản, họ lấy hết tiền của người chơi thì đúng không? Họ phải, các bạn thấy nó quét long short đấy. Đấy, họ sẽ sàn, họ sẽ rất là thông minh, họ sẽ ví dụ là họ sẽ dựa vào một cái tin tức nào đó. Ví dụ hôm đấy các bạn có cái tin là tin CPI hoặc là tin về kinh tế vĩ mô đó, hoặc là Iraq đánh nhau với Iran. Về bản chất thực chất là nó cũng không liên quan quá nhiều đến đến thị trường crypto đâu, nhưng mà nhà cái hay là các cái sàn giao dịch ấy họ luôn dựa vào những cái đấy đúng không? Để họ làm giá để quét thanh khoản với những cái người chơi. Đấy, ví dụ như là họ đang thấy là Fanatics đang dương rất là cao này. Đấy. Thì chắc chắn là họ sẽ nhà cái họ sẽ đánh short xuống để giết hết cái đội long đi đúng không, hoặc là họ sau đó giết đội long xong bây giờ lại sẽ có một đội short ở dưới nữa, thì họ lại xong nhà sàn nhà cái họ đánh vụt lên để giết đốt đội short ở dưới. Thì các bạn thấy là cứ lúc nào biến động mạnh ấy thì các bạn thấy là rất là nhiều trang báo sẽ nói là có trong ngày hôm nay có bao nhiêu tỷ đô bị thanh lý đấy, thì nó chính là do những người dùng họ đánh thì họ dùng đòn bẩy để đánh ấy các bạn. Đấy, thì đã sử dụng đòn bẩy đấy. Thì thường là nhà cái họ sẽ quét thanh khoản như thế để thu về tiền. Thì các bạn cần phải chú ý cho mình hai chỉ báo Open Interest và Funding Rate. Một buổi sau thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn một vài cái chỉ báo nữa về cái tỷ lệ đòn bẩy này. Thì mình cũng hay check về cái tỷ lệ đòn bẩy này là chính này. Đấy, bởi vì mình thấy là sàn họ sẽ làm giá rất là mạnh ở cái phần này. Đấy, các bạn cần phải check. Open Interest là số lượng lệnh mở thôi. Thì ví dụ số lệnh mở mà càng lớn đúng không? Thì là đang rất là nhiều người dùng đòn bẩy và Funding Rate đang cao đúng không? Thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho sàn họ họ kiếm tiền về mà đúng không? Họ mở sàn ra họ phải có tiền chứ. Đấy, thì họ sẽ các bạn chỉ cần hai quan tâm đến hai chỉ báo này, sau đó thì xem là theo dõi thêm, dựa thêm một vài cái chỉ báo nữa. Ví dụ các bạn thấy Open Interest rất là cao rồi, Funding Rate cũng đang tỷ lệ người đánh long cũng rất là cao đúng không? Sau đó thì lại thêm một vài tín hiệu nữa là ví dụ là người dùng hoặc là cá mập người dùng họ đẩy tiền lên sàn. Đẩy BTC sàn thì đến 80-90% là kiểu gì cũng có một cú điều chỉnh mạnh hoặc là tăng rất mạnh đúng không? Đấy, thì lúc đó thì chúng ta nên đứng ngoài đúng không? Chúng ta ví dụ mà dành cho những bạn nào mà hay đánh đòn bẩy thì các bạn cần phải quan tâm đến chỉ báo này. Những cái lúc mà đang phân rate cao hoặc là chỉ báo về cao đấy thì các bạn nên đứng ngoài, không nên chơi. Đúng không? Bản thân mình trước đây mình không biết đến cái này thì bản thân mình chơi cũng cháy khá là nhiều. Nhưng mà sau khi mình biết đến những cái tỷ lệ về sử dụng đòn bẩy này thì mình cũng đã hạn chế được những cái lệnh cháy của mình. Đúng không? Đó. Hết thì mình lại nạp thêm mình đánh tiếp đúng không? Đó. Thì đấy là một tổng quan qua một chút về on chain nhá. Đấy, về lý do tại sao này và những cái người nào sẽ ảnh hưởng đến có tác động đến một cái dự án hay một cái xu hướng thị trường thì các bạn cần phải nắm rõ được những cái này. Đó, thì buổi sau thì mình sẽ chia sẻ với bạn là những cái công cụ
nào để check on-chain, đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng những cái gì để check on-chain, và mình sẽ chia sẻ với bạn một vài cái chỉ báo sử dụng dùng để check on-chain như nào cho hiệu quả nhé. Thì chúng ta sẽ vào buổi sau.